Cũng như mọi năm, sau dịp lễ Giáng sinh tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn lại tổ chức chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, bên nhau đi suốt cuộc đời. Mới rạng sáng ngày 26 tháng 12 năm 2018, mà khuôn viên nhà thờ đã tấp nập các ông thương phế binh. Họ đến từ rất sớm, không phải vì món quà, vì vật chất, mà cái tôi thấy ở nơi các vị, qua ánh mắt, qua nụ cười của họ, là cuộc hội ngộ lại các chiến binh, chiến hữu, cuộc trò chuyện ôn lại ký ức hào hùng. Nơi đây giống như là nơi để các ông được tỏ bày bao nỗi bức xúc trong cuộc sống. Vì chỉ duy nhất nơi này, tên các ông còn được nhắc đến và sự hiện hữu của các ông dường như vẫn đang tồn tại. Vì ngoài nơi này ra, từ sau cái ngày được gọi là giải phóng 30 tháng 4, thì các ông đã bị lãng quên dưới chế độ cộng sản. Tại đây, có các cuộc trò chuyện, có sự quan tâm chăm sóc của các vị linh mục, các y bác sĩ và các tình nguyện viên. Sau một năm trời, vật lộn vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống, vì danh dự, với cơ thể khiếm khuyết, thì dường như mỗi dịp cuối năm về, tại nơi đây, nơi tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, các ông dường như lấy lại được tinh thần, sức lực, danh dự, sự ủi an sau một năm mệt mỏi. Cũng như mọi năm, chương trình sẽ không thành nếu không có sự tiếp sức của các linh mục, cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, cha Du Xe Đinh Hữu Thoại, cha Anton Lê Ngọc Thanh, cha Phao Lô Xuân Lộc, cha Du Xe Trương Hoàng Vũ. Bất chấp sự hiểm nguy, bất chấp sự dị nghị, bất chấp lời mỉa mai, các ngài vẫn dồn công sức tâm lực để giúp cho trình được diễn ra. Âu cũng là cái tình, cái lòng thương xót dành cho người nghèo, người bị bỏ rơi mà Chúa ban cho các ngài. Bên cạnh đó là sự giúp đỡ nhiệt tình của đội ngũ y bác sĩ, các bạn tình nguyện viên phòng công lý Hòa Bình. Và đặc biệt, chương trình sẽ không thể diễn ra nếu không có sự giúp đỡ của các vị ân nhân. Biết nói sao cho hết nỗi lòng, tôi xin thay mặt các ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa cảm ơn tất cả mọi người đã làm nên chương trình. Và hy vọng Chúa ban ơn tiếp sức để chương trình có thể đi suốt quãng đường của các ông thương phế binh như tên gọi của nó, bên nhau đi suốt cuộc đời.
gần trong nước và ngoài nước, để mỗi năm có một lần gặp mặt cho chúng tôi. Quý vị đã phải bỏ ra biết bao công sức, tiền của, tài năng, thời giờ và sức khỏe. Từ đáy lòng của mỗi người chúng tôi rất biết ơn và cảm ơn vì điều đó. Đã gần nửa thế kỷ qua đi, chúng tôi phải sống kiếp đọa đầy trên trích. Thân xác của mình không còn nguyên vẹn, còn tâm hồn thì chúng tôi đã bỏ mất chính danh của mình sau ngày tháng tư đen. Nó cũng giống như một phần thân thể mà chúng tôi đã bị mất đâu đó trên quê hương này. Đôi lúc tự hỏi, có phải mình còn đang sống hay không? Hay mình chỉ đang tồn tại trên cái trái đất này? Vì mình đã mất tất cả, từ thể xác tới tâm hồn, đều không còn nguyên vẹn. Mỗi năm tới đây, tới chốn này, tới dòng Chúa cứu thế, thì tất cả anh em chúng tôi đều rất vui mừng. Vì nơi đây mình đã gặp lại được chính mình, chính bản thân của mình là Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Chứ chúng tôi không còn là cái danh xưng mà người ta áp đặt cho chúng tôi là ngụy quân, ngụy quyền gì đó. Chúng tôi không phải là những con người như thế. Sau này sẽ có ngày tôi trả lại cái danh xưng đó cho họ. Mà tôi cũng không oán hờn gì họ hay thù ghét họ. Chúng tôi vẫn yêu thương họ, để cho họ đi học, học làm người tử tế. Chúng tôi tha thứ hết cho họ, giống như là Chúa của chúng tôi khi ngài chút hơi, trước lúc ngài chút hơi thở sau cùng trên cây thập tự, ngài đã nói: xin Cha tha tội cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Xin cảm ơn mọi người, cảm ơn quý cha dòng Chúa cứu thế, cảm ơn quý tình nguyện viên và cảm ơn tất cả mọi người đã chung tay chung sức tiền của đóng góp để cho chúng tôi mỗi một năm có được ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn và cầu chúc cho quý vị cùng gia đình của quý vị một mùa Giáng sinh, một năm mới an lành, hạnh phúc, vui tươi. Xin chân thành cảm ơn. Cho chàng bao tay, tháo tay. Cho một chàng bao tay. Giờ con xin đọc bài thơ để. Bài thơ rồi để. Vâng. Bài thơ cảm ơn. Tôi tên Lê Nhung, hồi sinh 1953 ở tại Huế và đi lĩnh biệt đồng quân năm 1970 ở đại đường 1 tiểu đoàn 39 liên đoàn 1 biệt đồng quân, bị thương năm 1972. Sau 75 với hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, thì xin vào các nhà nuôi người già tàn tật, bây giờ thì cũng đang sống lang thang đi bản biệt số. Và cũng rất vui khi được mỗi năm được đến đài dòng Chúa cụ thể ở đây để có chương trình tri ân, và đây là một niềm an ủi và rất là lớn cho chúng tôi và những anh em của già hoàn cảnh khó khăn. Kính nhân dịp Giáng sinh thì kính chúc cha bề trên và quý cha và quý thầy cô cũng như anh chị trong thiền nguyện trong chương trình tri ân của dòng Chúa cụ thể được dồi dào sức khỏe đó, để hạnh phúc và tiếp tục đem cái chương trình bác ái tình thương này đến với những anh em nạn dân cuộc chiến Việt Nam trước đây. Đúng rồi, ông ở nhiều đơn vị trong quân đội, ông ở nhiều đơn vị. Đơn vị cuối cùng mà khi giã ngũ, ông ở đơn vị công binh làm công tác quản trị nhân viên. Chú năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 86 tuổi. Chú đến từ đâu ạ? Đến từ Tân Bình. Tân Bình hả chú? Đúng rồi. Chở chú lên đây? À, đi taxi, bác Hồ chở. Hôm nay sức khỏe chú tốt không? Sức khỏe thì hàng ngày phải uống thuốc, nhiều hơn ăn cơm. Cảm ơn con. Chú có điều gì muốn nói với chương trình không? Tôi muốn cái chương trình này là
còn nhiều anh em chúng tôi, đồng đội chúng tôi cực khổ lắm, ở những nơi đồng quê không liên lạc có được, không có ai liên lạc cả, thì yêu cầu có những phóng viên đi lặn lội đó tiếp những người anh em đồng đội chúng tôi còn đang cực khổ kiếm cơm hàng ngày không có ăn đó, thì để họ giúp đỡ họ thế thôi, để lấy liềm an ủi trong cuộc đời trước khi nhắm mắt nhiều lời. Cảm ơn vậy, chỉ mong muốn thế thôi. Còn nhiều nữa, nhiều anh em như tôi cụt cả chân hai tay, mù cả mắt, không liên lạc được, gia đình đói khổ, lầm than, cực khổ, làm nông nghiệp, không có đất đó. Rồi đi làm mướn mà mới không có sức khỏe, nhiều gia đình chúng tôi còn khổ lắm đó. Anh em chúng tôi, đồng đội chúng tôi còn năn nấp trong cuộc sống hàng ngày, thì yêu cầu là chương trình mở rộng ra để kiếm những người đó, để giúp đỡ cho họ đó, đó cho anh em đồng đội chúng tôi. Số quân 1072 trinh sát nghĩa quân, tôi bị thương là tôi được 60%, là chương trình trương thương phế binh, tri ân thương phế binh, thì chương trình này rất là có ý nghĩa. Tôi rất mang ơn thứ nhất dòng Chúa Cứu Thế và các cha trong dòng Chúa Cứu Thế, không biết bao giờ tất cả anh em thương phế binh quên cái này được. Anh em thương phế binh sống thôi chết phải mang theo bốn chữ dòng Chúa Cứu Thế, và xin cảm ơn hai dòng Chúa Cứu Thế, trước các cha dòng Chúa Cứu Thế, sau các tình nguyện viên thuộc cái dòng Chúa Cứu Thế và các ân nhân ở nước ngoài giúp đỡ cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Tôi thành thật cảm ơn chúng tôi. Tôi xin đại diện thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa chết là phải mang theo bốn chữ dòng Chúa Cứu Thế, và xin cảm ơn.